Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Tùng Nguyễn Đọc Vlog nha. Hôm nay thì mình sẽ review một quán cà phê ở Hải Phòng. Cà phê ngắm cá koi rất chi là đẹp các bạn ạ. Đây là hình ảnh cá koi. Cá koi ở đây rất chi là thân thiện, nó ăn cả tay mình luôn. Cá ở đây rất chi là to nha. Cá ở đây toàn con phải tầm trên 1 cân. Các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ở đây chạy đi chạy lại cũng rất chi là nguy hiểm. Dễ ngã xuống đây. Đường đi lại hơi bé. Cá koi luôn. Cá rất chi là nhiều màu sắc, rất chi là đẹp luôn. Đây là ở ngoài cổng đi vào. Có rất chi là nhiều bàn tròn như thế này để ngồi uống nước, uống cà phê. Nói chung là rất chi là nhiều đồ. Ở đây để uống cà phê giải trí thì rất chi là tuyệt vời. Thư giãn. Không gian rất chi là rộng rãi, mát mẻ. Hai tầng nhé các bạn, còn được một tầng trên nữa. Ơi. Tầng trên thì chỉ có cà phê thôi. Rồi nhìn ngắm xuống, cá, ngắm cá koi. Đây là ở trong quay đi ra. Đấy, mình sẽ đi một vòng thế này để các bạn cùng xem. Có cả đài phun nước. Rất chi là nhiều cá luôn. Cẩn thận không ngã nha. Đi xem cá. Đi xung quanh. Thiết kế rất là đẹp. Và uống cà phê ở đây thì cảm thấy rất là thư giãn luôn các bạn nhé. Đây ở trên tầng này. Trên tầng nhìn xuống. Đúng, rất là thấp. Đây có con cá chấm đen to này. Ừ, con này bằng người nữa. Nhìn thực tế thì nó mới là to. Đúng rồi. Chắc nó phải 10 cân. Cá to đi đâu rồi? Đã. Wow, đẹp thật. Công nhận. Nó bơi sang bên này rồi. Thế này, nó sang bên này nè, đấy đấy, thò đầu rồi đấy. Ui. Như trong tranh luôn. Đi, quay về đi. Nước trong vắt luôn. Quá gì là đẹp. Đây là các khoanh tròn tròn các bàn để ngồi uống nước, uống cà phê. Và ở trên hành lang nữa, các bạn nhìn ở bên phía tay phải cũng là các bạn để uống cà phê. Bắt quay cá.
ở bên ngoài. Mình thích ở trong thì ở, và ở ngoài thì ở. Đấy. Cá to nó chạy rồi con. Cá to nó chạy mất rồi. Nó bơi đi mất rồi. Rất là đẹp luôn. Đẹp quá các bạn. Cá trắng này, cá màu trắng này. Mình thấy cá màu trắng đẹp hơn. Đẹp hơn mấy con đỏ đỏ. Mang về chỗ vứt. Đi. Đây là tất cả các bạn bè của mình nhé. Uống nước, uống cà phê. Ở đây tổ chức sự kiện sinh nhật luôn các bạn ạ. Happy birthday. Con cầm đấm nè. Con đừng có tay xuống. Cá to chưa? To 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 mà mẹ ơi, con to to. Con này hơn chục cân. Ok, vậy là toàn cảnh quán cà phê mình đã quay hết để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Rất là đẹp. Mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Xin chào thân ái tất cả các bạn.